Vậy là iPhone 15 Series đã chính thức được ra mắt vào rạng sáng ngày hôm nay. Cùng với đó chúng ta sẽ có thêm đó là Apple Watch Series 9 cùng với cả Apple Watch Ultra 2. Vậy thì ở trong sự kiện này có những cái gì nổi bật và mình sẽ dự đoán như thế nào về các sản phẩm này trong tương lai? Thì đây sẽ là bài recap của chúng mình và bắt đầu ngay nhá. Với tiếp một chút là chúng ta sẽ không có sản phẩm Mac nào trong sự kiện lần này. Tuy nhiên, nếu như các bạn vẫn quan tâm về MacBook và vẫn quan tâm đến các sản phẩm Mac khác thì ở Mac One vẫn đang có rất nhiều. Cùng với đó, chúng mình mới về thêm rất nhiều các sản phẩm E2023 bản 15 inch đấy. Link mua hàng ở dưới phần mô tả nhé. Có vẻ như Apple năm nay cũng không có gì cải tiến đột phá hơn so với cả các năm trước về cái phần ngoại hình bên ngoài. Vẫn như thế, vẫn là 3K. Tuy nhiên, phần viền của chúng ta sẽ được cải tiến hơn với chất liệu Titanium và cái viền của nó sẽ được hơi vát tròn một chút để tránh cái trường hợp chúng ta bị cấn tay trong quá trình sử dụng. Rất nhiều các sản phẩm đời trước, 12 series, 13 và 14 series đều gặp tình trạng bị cấn tay trước khi chúng ta sử dụng ở những cái bản to, nhất là với những bản Pro Max. Ngoài ra, cái thông tin về Action Button cũng đã được đưa ra và nó cũng hoàn toàn chính xác. Bây giờ chúng ta có thể gắn các cái công cụ của chúng ta vào trong nút Action Button này thì khi chúng ta kích hoạt lên bằng cách nhấn giữ, nó sẽ hiện lên ngay lập tức. Ví dụ như là camera này, ví dụ như là về Siri này hay là các cái phím tắt khác thì đều có thể add vào cái Action Button này. Cái này thì ở trên tất cả các sản phẩm Android đã có rất là nhiều và ngay trên máy của mình cũng có. Vì vậy nên cái tính năng này cũng không có gì quá bất ngờ. Nói chung về phần bên ngoài thì như mọi năm thôi, không có gì cải thiện quá nhiều. Chúng ta vẫn sẽ có thêm các cái màu mới ở trên hai bản Pro, Pro Max và 15 thường, 15 Plus. Ở trên bản Pro và Pro Max thì chúng ta vẫn sẽ giữ các cái màu trung tính, không phải là quá nổi bật và vẫn giữ được cái sự sang trọng. Cùng với đó kết hợp thêm với cả chất liệu Titanium ở phần viền sẽ giúp cho chúng ta cảm giác cầm nó sang tay hơn rất là nhiều. Còn nếu nhìn sang với cả iPhone 15 thường và 15 Plus thì chúng ta sẽ được quay trở lại với một màu sắc của mình cũng rất là thích, đó là màu xanh mint. Màu sắc này đã được có ở trên bản 11 thường và bây giờ chúng ta đã được đưa trở lại với cả 15 series. Về phần ngoại hình thì không có gì nổi bật nên cái phần chính mà chúng ta được quan tâm đến nhiều nhất đó là về phần cứng của chiếc iPhone 15 series năm nay. iPhone 15 thường, 15 Plus chúng ta sẽ sử dụng con chip A16 Bionic giống như là 14 Pro, 14 Pro Max. Còn với cả 15 Pro, 15 Pro Max chúng ta sẽ được sử dụng một con chip mới hơn và Apple nhấn mạnh rất nhiều vào con chip này, A17 Pro. Con chip mới sẽ được chế tạo trên tiến trình 3 nanomet và Apple đặc biệt nhấn mạnh về khả năng xử lý đồ họa của con chip mới này khi mà giới thiệu về hệ thống GPU mới và gần như sẽ nhanh hơn 20% so với cả các thế hệ trước. Cùng với đó có hỗ trợ cả Ray Tracing. Đảm bảo nếu mà ai mà lựa chọn máy này để chơi các tựa game rất là nặng như là Genshin Impact thì chất lượng hình ảnh sẽ được ra đẹp hơn rất là nhiều. Và có lẽ như iPhone năm nay chúng ta sẽ có thiên hướng để hướng cho những người chơi game nhiều hơn, đánh vào nhiều đối tượng hơn nữa. Và dòng Pro năm nay của chúng ta vẫn sẽ được nâng cấp về camera, với camera tele được zoom lên đến hẳn 5x các bạn ạ. Và sẽ có chất lượng chụp chân zoom tốt hơn khi mà chúng ta có thể là chụp chân zoom với hai đối tượng và có thể bắt nét ở hai đối tượng nhanh hơn rất là nhiều so với cả các thiết bị tiền nhiệm đời trước. Và đúng như những thông tin leak, chúng ta sẽ có USB Type-C ở trên 15 series. Cùng với đó, chúng ta sẽ có thêm ở trên đó là AirPods Pro 2 cũng sẽ được trang bị USB Type-C. Và USB Type-C này sẽ là bản Gen 3, chúng ta sẽ có được hỗ trợ rất là tốt cho các sản phẩm của iPhone đấy nhá. Mức giá của dòng Pro vẫn sẽ giữ nguyên như cũ, đó là $999 và khoảng 30 triệu cho bản thấp nhất là 128GB. Còn đối với cả phiên bản Pro Max thì sẽ được lên khởi điểm đó là $1,199. Đổi lại, chúng ta sẽ có dung lượng lớn hơn ban đầu là 256GB. Tức là khi mà chúng ta lựa chọn cái bản 15 Pro Max ban đầu ấy thì chúng ta sẽ có ngay đó là 256GB. Các bạn có thể để ý rằng ở các năm trước thì cái giá chênh lệch giữa Pro và Pro Max nó chỉ loanh quanh khoảng $100 thôi. Còn năm nay nó đã lệch lên $200. Nhưng mọi người sẽ được thấy là chúng ta được lên bản 256 luôn. Ở đây mình nghĩ nó không phải là một cái gì đấy là nó hỗ trợ cho người dùng tốt đâu, mà có vẻ như là Apple đang bắt chúng ta phải mua hẳn lên bản 256 luôn và up cái giá lên. Nói thêm một chút về iPhone 15 thường và 15 Plus nhá. Còn đối với cả iPhone 15 thường, 15 Plus năm nay của chúng ta sẽ được cập nhật hết lên Dynamic Island, không còn tai thỏ nữa. Camera trước của chúng ta sẽ được nâng lên là 48 megapixel. Chụp và quay phim cũng sẽ được đẹp hơn và ổn định hơn nhờ con chip A16 Bionic của 14 Pro trước đó. Mức giá của chúng ta thì vẫn sẽ được giữ nguyên là $799 cho bản 15 và $899 cho bản 15 Plus. Với các cái thông tin ở bên trên thì mình cảm thấy rằng 15 series năm nay, cái sản phẩm trọng tâm ở thị trường Việt Nam cũng sẽ không còn là 15 Pro và 15 Pro Max nữa, mà năm nay 15 Plus và 15 thường mình nghĩ nó sẽ lên ngôi hơn, bởi vì ở trên những cái bản này có các cái cải tiến nó mới hơn rất là nhiều.
Cùng với đó, cái Dynamic Island là một cái mà chúng ta có thể là dễ nhận diện nhất ở trên một chiếc iPhone thì bây giờ cũng đã có trên sản phẩm thường này rồi. Và tất nhiên giá của nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với cả các cái bản Pro kia. Vì vậy nên về đến Việt Nam mình nghĩ là xu hướng lần này cũng sẽ thay đổi đấy. Cùng đón chờ xem trong một vài tháng nữa nhá. Ngoài sản phẩm chủ đạo đó là iPhone ra thì Apple Watch năm nay cũng sẽ được ra mắt với hai sản phẩm, đó là Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2. Hai sản phẩm này có gì nổi bật nhỉ? Đối với cả Apple Watch Series 9 thì gần như là giống y hệt ngoại hình với Series 8. Cùng lắm thì chúng ta sẽ có thêm nâng cấp về con chip, đó là con chip S9. Và đặc biệt là sẽ có thêm tính năng đó là Double Tap. Tính năng này khi mà chúng ta đeo đồng hồ và sử dụng ngón trỏ cùng với ngón cái, khi mà Double Tap với nhau thì ở trên đồng hồ sẽ hiện lên các cái cài đặt mà chúng ta đã cài sẵn ở bên trong. Ví dụ như là nhận cuộc gọi này, hay là chúng ta có thể là kích hoạt báo thức hoặc là tắt báo thức khi mà nó kêu lên. Như vậy thì nó cũng tương tự với cả cái Action Button, nhưng mà nó thông minh hơn là chúng ta có thể sử dụng được hai ngón tay ở đây luôn. Nó sẽ rất là tiện lợi cho mỗi cái trường hợp của chúng ta, tay chúng ta không được rảnh lắm. Còn đối với cả Apple Watch Ultra 2 thì chúng ta sẽ được nâng cấp thêm về con chip giống như là Series 9. Cùng với đó nữa, đó là độ sáng màn hình được tăng lên, đó là 3000 nit. Như vậy thì ở trên Apple Watch năm nay của chúng ta không có gì nổi bật cả. Về iPhone, ví dụ như chúng ta có nâng cấp về cái ngoại hình, nó cũng sẽ dễ nhận ra hơn, đó là ở trên các sản phẩm Apple Watch. Và ngoài ra nữa thì Apple Watch cũng không phải là một cái sản phẩm chủ đạo của Apple. Vì vậy nên ở trong sự kiện lần này mình thấy Apple Watch nó khá là nhạt nhòa. Trong sự kiện lần này thì Apple cũng ấn định luôn ngày ra mắt các bản cập nhật mới cho các sản phẩm của họ. Đối với iOS 17, WatchOS 10 và iPadOS 17 thì chúng ta sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 9. Còn macOS Sonoma chúng ta sẽ được ra mắt vào ngày 26 tháng 9. macOS Sonoma năm nay sẽ được ra mắt sớm hơn so với cả các bản cập nhật trước, bởi vì mình thấy rằng ở trong này cũng không có gì quá là nổi bật, nên là chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật sớm hơn cũng là đương nhiên thôi. À, ngoài ra nữa thì nếu như ai đang sử dụng dịch vụ iCloud cộng thì Apple năm nay cũng sẽ cho ra mắt thêm hai lựa chọn nữa, đó là bản 6T và 12TB cho những ai cần lưu trữ siêu nhiều. Và lần này chúng ta sẽ tất nhiên sẽ phải bị hút máu nhiều hơn, nhưng sẽ được lưu trữ được nhiều hơn, thuận tiện cho công việc, đúng không? Ok, vậy đó là phần recap của mình về sự kiện Apple của năm nay. Và như mình đánh giá, đó là iPhone 15 thường và 15 Plus sẽ là hai sản phẩm chủ lực ở thị trường Việt Nam trong năm nay. Và đây là dự đoán của mình, cá nhân mình thôi. Nếu như các bạn có ý kiến gì khác, hãy để lại ý kiến bên dưới và comment nhé. Và cùng chờ xem liệu hai sản phẩm này có thật sự là bùng nổ ở thị trường Việt Nam trong năm nay hay không. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Bác Quát để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Shop và TikTok nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.